Chào mọi người, mình là tên thật là Quang Hoang. Mình đang thi đấu cho Team Hunter với in game Rockfire Legend của mình là HHBK. Mình năm nay vừa tròn 20 tuổi. Mình đang sinh sống ở Lập Thành, Lập Ninh, Bình Phước. Một vùng đất có thể nói là hoang sơ hẻo lánh nhưng cũng khá là yên tĩnh và không khí mát mẻ không như Sài Gòn tấp nập. Công việc của mình thì mình còn đang đi học lái xe nên mình cũng khá là rảnh, nhiều thời gian dành cho đam mê Rockfire Legend của mình. Về việc chơi game của mình thì lúc trước ba mẹ còn ngăn cấm nhưng cô cũng biết về game này là sao á, nhưng mà chúng em cô cũng bỏ la, cô hỏi với con cô sờ chơi rồi này kia, cô cũng bỏ la chơi nhiều quá, có mấy lần á cô cũng đòi đập đường hoài luôn á, cô nói mày chơi nhiều quá có đập đường hoài mày bây giờ á. Thời gian mình đi thi đấu rồi đi tham dự này nọ thì ba mẹ cũng nhân dân ủng hộ về việc mình theo đuổi đam mê. Giờ về sau này thì thời gian mà em lên trên đó là em nói là con đi, cũng nói với cô là đi thi đâu, thật mà nói vậy. Con lên bàn con chơi mẹ ngay con về, để lúc lên xong rồi quay rồi bàn nó mày mờ về cho cô có. Nói là con đi như vậy nhưng cho cô mày biết chứ cô cũng thật sự cô cũng biết nữa. Đó, cô cứ nghĩ là nó này kia rồi xong sau này nói là thôi mẹ con chơi gọi mẹ đi nghỉ gì hết. Thời gian rảnh rỗi thì buổi sáng mình cũng phụ giúp gia đình, phụ giúp ba mẹ công việc buôn bán. Buổi chiều rảnh thì mình cũng tham gia hoạt động thể thao, đi đá banh cùng với các anh em gần nhà. Tối về tắm rửa cơm nước xong thì mình cũng dành tầm 2 đến 3 giờ đồng hồ ra để chơi game Rockfire Legend. Có ngày hơn nữa, tùy theo ngày nào mình mệt thì mình sẽ chơi ít hơn, nhưng mà ngày nào cũng chơi điều độ. Một chuyện gọi là may mắn khi được biết đến Rockfire Legend là do mình cũng đam mê lại game này từ nhỏ nên, nhưng mà mình chỉ biết ở PC thôi, còn hồi nhỏ thì lo học nên cũng ít được chơi, chỉ ngồi nhà và xem clip. Một ngày tình cờ mình cũng xem clip một anh làm clip về CS có thể chơi được trên mobile giống PC 99%. Mình cũng tìm tò tải về để chơi. Rồi lúc mà tải về được thì mình chỉ xài con điện thoại 4S. Nó rất nhỏ và yếu, chơi game thì có ngày bị văng ra cả mấy chục lần. Chơi chán nhưng mà mình vẫn chơi. Rồi dần dần thì Rockfire Legend Việt Nam thì cũng ra mắt nên mình cũng chơi phiên bản Việt Nam. Dù gì thì chơi game phiên bản Việt Nam nó vẫn vui hơn, gặp được nhiều anh em Việt Nam. Rồi đến một ngày nó cũng ra mắt rồi mình cũng chơi Rockfire Legend từ những ngày đầu. Chơi tất cả các giải đấu lớn nhỏ của Rockfire Legend tổ chức thì mình đều tham gia hết, đăng ký tham gia. Cả các buổi offline mình cũng đi từ Bình Phước lên Hồ Chí Minh để tham dự và gặp gỡ thêm được nhiều người. Lần đầu tiên đi offline của mình thì mình chỉ đi một mình thôi và xin phép bố mẹ đi thì ba mẹ cũng có phần ngăn cấm và không muốn cho mình đi, cũng lo nữa, nhưng mà mình cũng giải thích cho ba mẹ hiểu và xin đi. Lần đó đi thì mình đi ghép kẻ team và mình chỉ được chạy 3 nhưng mà cũng rất là vui. Lần thứ hai đi offline của mình thì mình đi cùng với 3 người anh ở 3 nơi khác nhau nhưng vẫn tụ họp về Hồ Chí Minh để tham dự buổi off lần này để anh em gặp gỡ nhau. Lần này thì anh em mình lại được chạy nhất. Mà đến hiện tại mình đang là một game thủ của Rockfire Legend. Mình cũng còn khá là trẻ nên mình cũng mong muốn trở thành một game thủ đại diện cho Việt Nam và cùng với anh em Hunter của mình đi tham dự cái giải đấu lớn nhỏ ở trong nước và quốc tế. Giải Stanley sắp tới thì anh em team mình cũng chuẩn bị khá là kỹ cho giải lần này, là anh em mình tập hợp đủ team mà đi tập để chuẩn bị cho giải. Giải Starlit lần này anh em mình sẽ cố gắng giành được vô địch.